Mỗi ngày con đều uống một số thuốc là omega 3, 6, 9, canxi, D3, D2. Hiện tại con không bị bệnh gì đáng kể. Sáng ra con hay bị sưng mắt, sưng mặt. Con xin bác sĩ chỉ bảo cho. Cảm ơn bác sĩ và cô Rachel rất nhiều. Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với chương trình hỏi đáp tâm tình và hỏi đáp y khoa ngày hôm nay cùng với giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chứ tiếng theo Rachel xin được gửi lời chào đến bác sĩ Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, và quý vị trong video này thì quý vị cũng còn nghe cái tiếng của bác sĩ Liêm khào khào. Nhưng mà thú thật là chúng tôi thâu trước tí xíu, cho nên là hy vọng rằng là ngày hôm nay khi mà quý vị xem cái video này thì bác sĩ Liêm đã đỡ rất là nhiều rồi. 70% tốt. Dạ, khi mà thấy bác sĩ Liêm bệnh khào khào như vậy, rồi lúc mà thâu thì cũng hít hà, rồi xỉ mũi đồ, cũng thấy tội nghiệp lắm. Làm cho mình nhớ đến cái video, tự nhiên cái video trước có chọc và hỏi thăm bác sĩ Liêm cái vụ nhũng nhẽo. Thì không biết là bệnh về có nhũng nhẽo chưa, có được vợ cho ăn súp nóng chưa? Dĩ nhiên là có nhũng nhẽo. Dạ rồi, thì thành ra là sẵn cơ hội vợ cưng nhiều hơn. Dạ. Yeah. Rachel có nghe bác sĩ Liêm nói đến là tháng 2 hả? 21 đến 24 tháng 2 thì có cái sự kiện CPAC. Bác sĩ Liêm có thể chia sẻ thêm tí được không? Meeting CPAC, đại hội CPAC cuối tháng 2 ở National Aqua Resort, Maryland, tức là bên kia sông Washington DC. Những cái đại hội đó sẽ có những cái speakers rất là nổi tiếng với những các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Thì năm nay hiện nay có ông cựu tổng thống Donald Trump, ông thống đốc Ron DeSantis, bà cựu thống đốc Nikki Haley và ông Ramaswamy. Những người đó sẽ có mặt ở đó. Nhưng mà cũng là đại hội của đảng Cộng Hòa, thảo luận về các vấn đề chính trị và đưa tới những giải pháp trên cái phương diện bảo thủ. Hiện nay bà Kellyanne Conway thì đang là lo về cái vụ gọi là, mình nói là phá thai. Nhưng mà thật ra khi mình nói phá thai, mình bị thua đảng Dân Chủ cả mấy kỳ rồi. Đó, bây giờ mình phải bắt đầu nói về vấn đề y tế của phụ nữ và làm thế nào mà mình vừa tôn trọng cái quyền tự do và quyền hiến pháp của người đàn bà Mỹ mà vừa có thể bảo vệ được những cái thai nhi có thể sống được ở ngoài tử cung, ngoài bụng mẹ. Mình phải đi tới một cái chính sách rất là thích hợp để mà mình có thể thắng bầu cử. Chứ còn cứ nói là phá thai, cấm phá thai rồi này kia, kiểu đó là kiểu độc tài mà vi phạm quyền hiến pháp của người phụ nữ Mỹ. Tại vì chỉ vì họ là đàn bà mà họ có thai, tự nhiên mấy người tôn giáo, ông cha, bà Phước, mấy người luật sư, mấy người chính trị gia, mấy người có quyền sẽ xía vào trong cái đề tư của họ sao? Nhưng mình phải có một chính sách đàng hoàng, thỏa thuận cả đôi bên. Tự do và dân chủ là như vậy. Dạ, với lại là có thể là vì cái câu, cái chữ mình dùng nữa, nó cũng tạo nên một cái suy nghĩ khác. Nên nhiều khi cái kia thì suy nghĩ là không có tôn trọng quyền phụ nữ, thì bây giờ nó là làm sao để mà tốt nhất vừa bảo vệ được thai nhi, bảo vệ mạng sống mà bảo vệ phụ nữ. Thành ra thì nó sẽ... Mình phải thiên về cái vấn đề là dịch vụ y tế. Dạ, cái đó hay quá. Số kia đó là... ở bên VACA thay đổi cái góc nhìn và tìm cách để mà thay đổi câu nói, hay là cái đó là CPAC chung luôn bác sĩ Liêm? Cái đó có thể là CPAC chung luôn, VACA cũng góp phần vào trong đó. Mình đang thắng trên tất cả mọi phương diện. Phái bảo thủ đang thắng về kinh tế, lạm phát. Phái bảo thủ đang thắng về di dân lậu, tội ác, tội phạm. Rồi, nhưng mà mình đang thắng trên tất cả mọi phương diện. Chỉ có cái vấn đề cái quyền của người phụ nữ khi họ có thai là mình bị hóc xương. Thành ra mình không nên mù quáng mà để thua bầu cử. Tại vì trong chính trị mình phải thắng bầu cử thì mình mới có thể có những cái chính sách hợp với mình hơn. Mình có thể đem ra thực hiện. Thành ra cái đó là quan trọng. Dạ. Yeah. Việc hội nghị ở CPAC đó là mở ra cho public hay là những cái tổ chức organization giống như là VACA phải có cái tổ chức thì mới vào? Không, mở ra cho public nếu public mua vé. Tôi thấy vé thì hình như là 3 ngày mà $95 thì cũng có gì là đắt. Đúng. Nhưng mà những tổ chức như VACA sẽ có một gian hàng, và gian hàng VACA sẽ bán cuốn sách bằng tiếng Việt
dịch từ cuốn sách The Last Battle của ông David Horowitz, trận chiến cuối cùng, sẽ được bán ở gian hàng Vaca. Và gian hàng của Vaca là có khoảng bao nhiêu người đến đó? Có lẽ sẽ có khoảng 4 người trông coi để thay phiên nhau. Thì trong những cuộc xí bác mà kỳ trước thì tôi thấy cũng có cỡ khoảng 100 mấy chục người cũng đến thăm. Ok, rất là hay. Hy vọng vậy. Ba cái P mà mình thắng đó là Protection the Border, Prosperity tức là về kinh tế, và Peace. Peace là quan trọng nhất. Tại vì hiện nay cái đảng Dân Chủ nó đang làm nước Mỹ bị rơi vào cái tình trạng chiến tranh. Vừa chiến tranh Ukraine mà vừa chiến tranh ở bên Gaza do Thái. Nên là đảng Cộng Hòa phải chắc chắn là mình không có lâm vào chiến tranh. Sẵn đây thì cũng hỏi luôn một tí xíu là gần đây ở bên tiểu bang Colorado, ông thẩm phán, ông phán quyết là không có cho cái tên của cựu tổng thống Donald Trump trên cái phiếu bầu cử, thì việc đó sẽ như thế nào, ảnh hưởng ra sao? Cái việc đó là họ vi phạm cái due process của ông Trump. Tại vì theo cái hệ thống luật pháp Mỹ và Anh á, thì người accused là phải được kể là vô tội cho đến khi ra tòa bị kết án. Ông chưa bị kết án thì ông được coi là vô tội. Nhưng mà tại sao bây giờ ông chưa có bị kết án mà người ta lại nói là dùng cái 14th Amendment để lấy tên ông ra khỏi cái danh sách ứng cử viên? Tại cái đó là cái đảng Dân Chủ nó sợ quá đi, nó chờ không được, nó phải làm như vậy trước cái primary của Iowa với New Hampshire. Họ vi phạm cái due process của ông thì tối cao pháp viện Mỹ sẽ nói là cái đó là không có đúng và họ sẽ bỏ cái bản quyết định đó đi. Tại vì cái đảng Dân Chủ họ biết họ sắp thua, thành ra họ cứ nói là rêu rao là nền Dân Chủ đang bị lâm nguy, trong khi đó chính ra thật ra là đảng Dân Chủ đang bị lâm nguy chứ không phải cái nền Dân Chủ. Lấy tên ứng cử viên ra khỏi danh sách một cách vô lý là làm nền Dân Chủ lâm nguy. Đảng Dân Chủ là một cái đảng rất là kỳ cục. Nhưng mà cái việc mà nói nền Dân Chủ lâm nguy thì nói đi thì cũng nói lại một tí xíu là năm 2020 sau cuộc bầu cử, nói chung là cái kết quả nó xảy ra giống như vậy đó, thì bên đây là bên Cộng Hòa hay là bên Tổng thống Trump cũng nói là nền Dân Chủ lâm nguy, thì bên kia, bên Dân Chủ bây giờ cũng nói là nền Dân Chủ lâm nguy, thì đây có phải là một cái chiến thuật của hai bên đều sử dụng hay không? Cái chiến thuật mà bên kia đang rêu rao nhiều hơn, không cho cử tri có quyền để chọn ứng cử viên mà là dùng mấy ông tòa để mà nói là ai có thể làm ứng cử viên mà ai không thể làm. Thì cái đó là kiểu như là chế độ các nước cộng sản, chỉ có đảng chấp thuận thì mới được làm ứng cử viên thôi, không có đúng gì cả. Với lại có một cái đó thì thường thường là quý vị biết ở Mỹ là liên bang, luật bầu cử thì do tiểu bang, nhưng mà nếu mà nói là để cho một ứng cử viên trên cái tên ở trong cái phiếu bầu hay không là nó ảnh hưởng đến liên bang rồi, thì cái đó là cũng không phải là chỉ tòa của liên bang muốn làm gì làm, nó cũng sẽ đi đến tối cao pháp viện mà thôi. Đúng. Và phó thống đốc Texas để trả đũa, ông nói là nếu mà như vậy thì Texas có thể lấy cái tên ông Biden, Joe Biden ra khỏi danh sách ứng cử viên. Đó là ông nói kiểu ăn miếng trả miếng, kiểu trẻ con. Cái kiểu giống như tôi cũng làm như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thành ra là cái việc mà lấy tên của người ứng cử viên như vậy thì nó không có hợp lý. Nhất là ông chưa bị kết án. Dạ đúng rồi. Nói đến là tiểu bang Colorado thì có phải cái tiểu bang đó thường là thuộc về là bang màu xanh đúng không ạ? Giống như là cũng một trong những cái chiến địa của đảng Dân Chủ. Đúng rồi, ultra liberal. Mấy thằng Sika nó đông lắm. Lên Colorado mà lái xe mà không cẩn thận là bị mấy tụi xì ca nó đâm vào xe mình đó. Nó lái đường núi rồi mà nó còn say xì ca nữa, tụi trên đó không có bình thường. Thì đó là một ít thông tin liên quan đến là bầu cử Mỹ và một ít chuyện liên quan đến chính trị. Rồi không biết là quý vị có những cái câu hỏi gì nữa không thì quý vị có thể là đặt cái câu hỏi dưới đây nha, rồi chúng tôi sẽ nói tiếp trong cái thời gian tới. Không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn nói thêm trước khi mà chúng ta đi vào những cái câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay không? Không, chỉ nhiêu đó thôi. Cảm ơn.
À, cảm ơn bác sĩ Liêm. À, và bây giờ thì chúng tôi đi vào những cái câu hỏi về y khoa của quý vị nha. Và một lần nữa đây là chương trình Tâm Tình và Hỏi Đáp Y Khoa. Có những cái y khoa nó liên quan đến lịch sử và chứng chỉ thì chúng tôi cũng nói hết. Cho nên là những ai thích nghe thì tốt, còn những ai không thích nghe thì ráng chịu chứ giờ biết nói làm sao. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái câu đầu tiên của vị khán giả này được đặc biệt một tí xíu là tại vì có cái ngôi sao ở đây, có nghĩa là thành viên của kênh, người này là có là member của kênh nha. À, hỏi rằng xin hỏi bác sĩ là bệnh nhân suy thận thì nên dùng canxi loại gì? Rất mong cô Rachel hỏi giúp bác sĩ giùm nhé. Cảm ơn, gửi tim. Tùy theo suy thận nặng hay nhẹ. Nếu mà suy thận nặng thì thường thường nên dùng calcium carbonate. Không phải là để mà có thêm calcium, mà để calcium carbonate nó cũng là dung hòa được cái phosphate. Tại vì suy thận nặng thì cái lượng phosphate nó cũng lên rất cao. Người suy thận nên uống calcium carbonate. Còn nếu không suy thận thì nên uống calcium citrate. Dạ. Những video trước thì mình có nói về calcium thì nó có hai loại. Thì quý vị nào mà chưa xem thì tìm xem lại cái video đó, cũng nó liên kết với nhau để quý vị hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và câu hỏi này là của một vị khán giả mà do bác sĩ Liêm chọn, cũng dễ thương lắm quý vị. Bác sĩ Liêm nhắn qua nói là cái bà này là viết là dài 3 trang luôn á. Tôi nghĩ rằng tôi giúp được cho bà là tại vì bà viết ra nhiều và bệnh cũng nhiều nữa. Queen12391, chào bác sĩ Liêm và Rachel, tôi nay 64 tuổi, tôi bị rối loạn tiêu hóa từ trẻ. Nếu ăn các loại rau màu xanh đậm như là rau muống, rau keo, chấm chấm, tóm lại các loại rau và hoa quả có tinh chất nóng như là mít, sầu riêng và các loại quả có màu đậm như là cà tím, củ cải đường màu đỏ, củ cải trắng là tiêu hóa không tốt. Nói trắng ra hay là bên Việt Nam nói thẳng ra là đi sống phân. Không có tiêu hóa đó, đi ra như vậy. Dạ. Tức là bà bị irritable bowel syndrome. Dạ. Có nghĩa là không tiêu hóa tốt cho nên là bị tiêu chảy đi, hoặc là đẩy ra hết. Không phải tiêu chảy nhưng mà đi cầu ra đồ ăn chưa tiêu. Dạ, dạ rồi. Sống phân. À, ok. Thì ăn chua nhiều là hay nhẩm đau bụng phía trên rốn, không ăn chua thì không đau. Dạ. Sáng ngủ dậy thì miệng luôn khô rang, nhiều năm rồi. Tôi có đi soi ở bệnh viện thì bác sĩ nói có hiện tượng trào ngược và cuốn họng có axit. Nhưng mà tôi không bị ở hơi hay ở nóng bao giờ. Dạ, bác sĩ Liêm muốn tiếp không hay là nói cái này trước khi mà chúng ta tiếp? Tiếp. Tiếp hả? Ok. Tôi bị lumbar 4, lumbar 5 ở lưng thoái hóa, lumbar 5 là nặng nhất, còn có hai cái kia nhẹ hơn. 13 năm nay tôi tập thể dục 3 lần một tuần thì nó không đau, nhưng khi bê nặng từ 3 kg trở lên thì chân bị đau. Mấy tháng nay bàn tay trái các ngón bị tê, mà Việt Nam hay gọi là tê bì, các ngón chân trái cũng vậy. Có thời gian tôi bị lộn xộn trí nhớ, ví dụ muốn lấy cái đĩa thì mở tủ lạnh, cho thức ăn vào tủ lạnh thì mở tủ chén. Yeah. Tôi bị quên bất thường. Có một lần đang chạy xe ngoài đường, khi quẹo xe, đang ở giữa cung quẹo tôi thấy đèn đỏ, tôi vội dừng xe. Thế là xe sau đụng vào xe tôi, may chỉ hỏng xe. Năm 2019, 3 năm sau, 2020, không đúng rồi tại vì... Năm mới có một năm à. Một lần đi xa 25 phút. Rồi hết rồi đó. Là tại vì nó dài quá nó bị cắt ngắn cho nên là hết rồi. Hết rồi. Bà này bị irritable bowel syndrome, bào tử có vấn đề, tâm trí có vấn đề, personality disorder. Trường hợp này bị gọi là obsessive compulsive OCD. Thường thường cũng có những người đàn bà như vậy, họ hay bị pernicious anemia. Bà này nên thử sinh tố B12 ở trong máu coi thử có bao nhiêu. Nếu mà thấp thì đi chích. Thay vì uống, phải chích. Tại vì bà này mà uống sinh tố B12 thì cũng kể như là không có công hiệu. Tại vì bà sẽ đi cầu ra hết. Bà phải chích, chích mỗi tháng chích 2 lần. 15 ngày thì chích một mũi. 1000 micrograms của sinh tố B12. Tình trạng của bà sẽ tốt hơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liêm.
Hy vọng rằng là những người nào mà bị giống trong cái tình trạng như vậy thì qua những cái trả lời của bác sĩ Liêm sẽ giúp đỡ được cho quý vị nha. Trường hợp này lâu lâu cũng gặp một trường hợp như vậy. Dạ. Câu hỏi kế tiếp của vị khán giả tên là Trinh Trần. Xin chào bác sĩ và Rachel thân mến, tôi năm nay 60 tuổi, trong đầu thường hay nghe tiếng kêu ồn và lỗ tai hay có tiếng kêu nhiều lúc nhói rất khó chịu và càng ngày càng nặng tai hơn, nhất là khi nghe phone hoặc là xem phim, lỗ tai tôi như là đang có luồng điện vậy. Tôi có đi khám nhiều lần nhưng không chữa trị gì được. Xin hỏi bác sĩ là vì sao và có cách nào để chữa trị hay không? Chân thành cảm ơn bác sĩ Liêm và Rachel rất nhiều. Bà hay ông đang bị sưng cái thần kinh thính giác ở bên đó, là sưng khá nặng, từ từ rồi sẽ bị điếc tai. Nếu mà có phương tiện thì nên làm cochlear implant. Cái câu hỏi này Rachel có tô màu vàng lên tí xíu, là ngay từ lúc đầu khi mà Rachel bàn về cái đề tài đó, là hỏi về là bị lãng tai hearing aid coach clear plan implant, thì là cái câu hỏi này nó inspire Rachel nè. Không biết là người lớn người ta ưa bị vậy không bác sĩ Liêm? Dễ bị mà. Cũng có một cái bệnh kêu gọi là Meniere's disease, cũng làm người bệnh có những triệu chứng tương tự như vậy. Dạ rồi. Vậy câu hỏi kế tiếp ha, của người tên là Dũng Nguyễn. Kính chào bác sĩ và chào Rachel xinh đẹp. Em 68 tuổi, may mắn khi ba cao vẫn còn chỉ ở số bình thường, ăn ngon miệng và ngủ đủ giấc, cho nên em vất vả giảm cân đủ kiểu mà không hiệu quả. Hiện em 60kg tròn. Nay em uống Metformin 500mg một ngày, một viên, và uống được 30 ngày. Kết quả em giảm được 1kg 500g. Tuy nhiên mỡ ở vùng bụng trên và bụng dưới giảm đáng kể, còn các nơi có cơ bắp thì không bị teo. Wow, tốt quá. Thấy vậy, những người quen họ cũng muốn dùng Metformin. Em xin hỏi, nam 42 tuổi, nặng 230 pounds, có dùng được không? Và liều lượng bao nhiêu một ngày, vì cháu quá mập. Em dùng Metformin không có bị triệu chứng phụ gì cả, và ăn uống ngon, đủ dinh dưỡng, không phải nhịn ăn, rất khổ sở như xưa. Lời cảm ơn không còn đủ nghĩa để cho em kính gửi đến bác sĩ Liêm nữa à. Bà hỏi cho cái người nam bao nhiêu tuổi? Người này là 42 tuổi. Bà là 42 tuổi. Nhưng dạ mà không phải, hỏi người nam 42 tuổi. À, 42 tuổi. Thì dĩ nhiên là uống Metformin được. Nhưng mà trên cái chương trình này tôi không thể gọi là uống bao nhiêu. Bà nên hỏi với bác sĩ của người nam đó. Họ sẽ quyết định là bao nhiêu. Dạ. Vậy là cái người lớn tuổi 68 tuổi này là quá tròn, và nhờ uống giống như bác sĩ Liêm chia sẻ trên là giảm 1,5 kg. Dạ. Ok. Tức là 1,5 kg là 3 pound mấy? 4 pound. Gần 5 pound, 4 pound. Mà không cần phải nhịn ăn cực khổ nữa nên đó là đỡ. Đúng. Cho nên là cái vị nam 42 tuổi này mà tròn 230 pound như vậy, thì gặp bác sĩ nói là tôi muốn uống để tôi giảm cân, thì bác sĩ sẽ coi cái tình trạng thể lý của mình và cho mình cái liều lượng đúng không ạ? Đúng. Dạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và câu hỏi kế tiếp của người tên là Hiền Nguyên Nguyễn. Tôi bị tiểu đường và đang uống thuốc bác sĩ gia đình kê toa. Tôi thử lượng đường trong máu mỗi buổi sáng và thường trung bình là 150 lúc 6 giờ sáng. Sau đó lên giường nằm tiếp vì về hưu rồi nên không đi làm, và thường ra khỏi giường lúc 9 hoặc 10 giờ sáng. Trước khi ăn sáng tôi thử lại lượng đường trong máu và thường là 180. Xin bác sĩ Liêm giải thích giùm tôi, và tôi không ăn gì cả mà tại sao lượng đường lại tăng lên mỗi buổi sáng đều như vậy? Tôi không biết, nhưng mà dưới 200 là tốt rồi. Dạ. Cho nên người này mới có 180 thôi là bình thường, không sao cả, đừng có lo hả? 150, 180 là không có gì để mà lo. Yeah. Mà hỏi tôi tại sao tôi không biết. Ok. Thứ nhất là không biết tại sao, và thứ hai là 150, 180 là không cần phải lo lắm, cho nên an tâm. Nếu mà nói là tiểu đường loại 2 thì nó không có sao cả. Dạ, dạ vâng. Sao mà dễ lo quá vậy, cái gì cũng lo hết. Ông nói là tại vì ông không ăn gì mà cái đó lượng đường vẫn lên. Ông hỏi tôi tại sao, tôi không biết. Nhưng mà không lên thái quá thì là tốt rồi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Vi Hoàng.
hỏi: Xin chào bác sĩ và Rachel, tôi nữ 48 tuổi, lúc trước cholesterol là 7.6, đang uống thuốc rosuvastatin 50mg, vừa rồi thử máu lại chỉ còn 4.9. Vậy tôi có nên xin giảm thuốc xuống còn 10mg thôi được không? À quên, tôi nghe bác sĩ nên cũng mua uống thêm enzyme CoQ10 30mg, vậy có nên giảm xuống 10mg được không? Cảm ơn bác sĩ và Rachel. Trả lời cái bà này thì bà muốn giảm rosuvastatin từ 20mg xuống 10mg thì cái đó dễ thôi. Và đúng. Còn cô enzyme Q10 thì cứ giữ vậy thôi, đừng có giảm xuống chi. Dạ. Để cần đọc cái trả lời ha. À, Thanh Trần, theo tôi thì 4.9 đâu cần uống thuốc nữa đâu. Chấm than luôn. À, đây là kinh nghiệm của tôi. Lúc tôi trên 6 chấm thì bác sĩ tôi cho uống Orstatin, nhưng khi còn 5.4 là không còn uống nữa. Đó là 5 năm trước, hiện giờ tôi không uống nữa. 6 tháng đi khám thì cũng khoảng 5 chấm. Nhờ tôi không ăn, vừa không ăn no bụng như xưa, không cho tăng ký, giữ mức trung bình. Đó là trường hợp của tôi, nên hỏi bác sĩ Liêm sẽ an tâm hơn. Chúc bạn vui và hạnh phúc. Người này trả lời như vậy có hợp lý không bác sĩ Liêm? Thì cũng theo cái nhiều người Việt Nam hiểu lầm là về cái bệnh biến dưỡng, mà họ tưởng là khi nào cái số xuống, hoặc là số mỡ, hoặc là số đường, hoặc là áp huyết xuống bình thường, thì họ nói là họ nghỉ uống thuốc được. Theo tôi cái đó là sai lầm, tại vì họ vẫn sẽ tiếp tục già, và nếu mà không có thuốc sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe. Dạ, dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Ánh Trương. Người này tên hay hơi quen quen, không biết phải người đó không nha. Ánh Trương. Xin bác sĩ, tôi 70, bị xơ gan cao máu 7.7. Không phải, đó, ok. Người đó cũng có xe, không có 70. Ok. Cao máu 7-8 chấm, nhờ nghe chương trình nên xin bác sĩ General Practitioner, bác sĩ gia đình á. Vì này chắc ở Úc hay sao, họ kêu GP. Xin bác sĩ GP cho metformin uống được 2 ngày rồi chắc sẽ ổn, nhưng giờ lại bị thoái hóa đốt sống lưng rất đau đớn, còn bị ho. Nhưng bác sĩ gia đình không cho thuốc vì sợ gan bị ảnh hưởng. Mỗi lần ho là bị tiểu, không kiểm soát trầm trọng. Tôi không thể nấu ăn cho mình tôi ở Úc. Đúng rồi, quà bác sĩ Liêm giỏi quá. Nhưng không được dịch vụ. Tôi biết kênh từ ngày đầu, nên 6 tháng nay tôi cũng mua thêm K2, B12. Xin bác sĩ Liêm cho biết, bị thoái hóa khớp sống lưng thì tôi phải xin đi bác sĩ nào để điều trị ạ? Xin cảm ơn bác sĩ và cô MC xinh đẹp. Rồi một người nữa trả lời lại là: bạn uống hoa đu đủ đực ngâm trị ho lâu năm không bị tác dụng phụ, người nhà mình đã dùng, xin góp ý. Mời bác sĩ Liêm. Tôi không biết về hoa đu đủ. Mà còn phải hoa đu đủ mà phải đực nữa, không đực cái. Okay. Bị sơ gan là cái lá gan mà bị sơ thì cái gì nó cũng bị ảnh hưởng. Thành ra vấn đề này thì khó chữa. Cách chữa mà tốt nhất cho vị khán giả này có thể là cho cái lưng đó, thì có thể là đi làm physical therapy đó, tức là thể chất trị liệu đó, bớt cái đau đốt sống lưng đó. Còn cái vấn đề mà đi tiểu đó thì tôi cũng không biết nữa. Bị sơ gan là thành ra cái tôi không biết là sơ gan do vấn đề gì mà gây ra. Nếu mà sơ gan do rượu thì những cái vấn đề sau này rất là khó chữa. Dạ, yeah. Bởi vậy cho nên là ai uống rượu, ngưng uống rượu được là càng tốt, tại vì sau này giống như bị giống vậy nè, sơ gan rồi khó chữa. Uống rượu mà cho đến khi bị sơ gan này, cái gì cũng làm nó khó hết. Bởi vì là ví dụ như là những người mà bị cái tình trạng giống cái người này là ho cái là bị đi tiểu, mà tiểu không kiểm soát được rồi sao, là phải mang tả hay sao? Phải mang tả. Ho mà không kiểm soát này thì chứng tỏ là cái bộ phận bài tiết nó cũng không tốt rồi. À, bà này, nhưng mà có thể là ông. Nếu mà sơ gan do rượu thì ông là nhiều, bị nhiều hơn bà. Những cái hệ thống về thần kinh không có hoạt động tốt, thành ra không giữ được cái nước tiểu rồi này kia. Thủ phạm chính là sơ gan do cái gì gây ra mình không biết. Vì sơ gan cho nên bây giờ thuốc men hay là mổ rồi không có thể làm được. Thành ra physical therapy, thể chất trị liệu là tốt nhất để cho kiểm soát cái đau ở xương sống. Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và câu hỏi kế tiếp. Xin hỏi bác sĩ Liêm, tôi đang uống thuốc Bisoprolol 5mg do bác sĩ gia đình kê toa vì lúc trước có làm procedure cho WBW. Wolff Parkinson White Syndrome. Hình thức nhịp tim nó khác thường. Yeah. Trên cái tâm điện độ. Dạ. Bị cái bệnh đó nên bác sĩ cho Bisoprolol để giữ nhịp tim đều. Tôi có nghe bác sĩ Liêm nói beta blocker có thể tăng cơ hội bị dementia, là bị quên trí nhớ. Nhưng thuốc Bisoprolol cũng giúp tôi giữ nhịp tim đều và huyết áp cũng ổn định. Xin bác sĩ Liêm giúp cho lời khuyên về risk of dementia hoặc là benefit of heart, là nguy hiểm về bị trí lãng quên hoặc là benefit cho cái trái tim, nhịp tim và hypertension. Cảm ơn bác sĩ Liêm và cô Rachel. Năm nay tôi 62 tuổi. Vị khán giả này bị Wolff Parkinson White Syndrome. Nếu mà không uống cái Bisoprolol thì ông sẽ chết do cái nhịp tim nó rối loạn. Thế nên ông không có cái lựa chọn nào khác hơn cả. Giống như là mình biết rồi, mình uống thuốc đó có những cái triệu chứng phụ, nhưng mà vì không có đường lựa chọn cho nên là phải chịu. Bisoprolol là một beta blocker, nhưng mà tôi đã nói rồi, beta blocker thì bây giờ mình không dùng để trị huyết áp nữa, nhưng mà phải dùng để trị bệnh tim. Thì đấy là một trường hợp bệnh tim phải dùng beta blocker, không có cái option nào khác hơn, tốt hơn. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Thu Phương. Hỏi, kính chào bác sĩ Liêm và cô Rachel, con năm nay 48 tuổi, mỗi ngày con đều uống một số thuốc để duy trì sức khỏe là omega 369, uống canxi, uống D3, D2, metformin, B12. Hiện tại con không bị bệnh gì đáng kể, hàng ngày con làm việc khoảng trên 10 tiếng, nhưng con vẫn tập thể dục hoặc là đi bộ nhanh 30 phút, buổi tối vì công việc soạn bài nên không ngủ trước 11 giờ rưỡi. Gần đây ban đêm trong khi ngủ con cảm thấy bị đau đầu, sáng ra con hay bị sưng mắt, sưng mặt. Con xin bác sĩ chỉ bảo cho con. Con cảm ơn bác sĩ và cô Rachel rất nhiều. Uống nhiều vitamin D quá chắc là bị vitamin D cao đó. Chiếu lại câu hỏi đi. Uống D3 rồi còn uống D2 nữa. Mà bao nhiêu không nói. Nhiều khi người ta uống nhiều lắm rồi bị vitamin D intoxication, ông hay bà còn uống calcium nữa. Là khi mà vitamin D nó cao, calcium nó cũng cao. Thì calcium nó cao thì huyết áp nó cao. Huyết áp nó cao thì buổi sáng ngủ dậy hay cái bị những cái trở lại với câu hỏi. Dạ. Yeah. Bị sưng mắt, sưng mặt. Đau đầu. Sưng mặt là tại vì huyết áp nó cao. Nên bớt vitamin D và bớt calcium. Nghỉ vitamin D cỡ chừng một tuần rồi uống lại cái liều thấp hơn. Dạ. Yeah. Wow, cái câu hỏi này thật ra là nó rất là hay nè quý vị. Và câu trả lời của bác sĩ Liêm là giúp được rất là nhiều luôn. Tại vì nếu mà mình đọc sơ qua cái câu này, mình thấy người này uống vitamin, giữ gìn sức khỏe, rồi tập thể dục hàng ngày, rồi ngủ trước 11 giờ rưỡi, trước 12 giờ, mình thấy rất là tốt. Mà tại sao ngủ vậy mà sưng mắt, sưng mày? Thì nhờ có bác sĩ gọi là có thầy đó, thì mới biết là tại sao dù sưng mặt, sưng mày, dù uống nhiều canxi với vitamin quá, nhiều khi là mình nghĩ rằng mình uống vậy nó tốt, nhưng mình không biết là vì cái đó nó bị sưng như vậy. Vitamin D nhiều quá là bị độc. Dạ, hay quá. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Có gì. Thank you, hope you feel better. Thứ năm tới, ok. Merry Christmas. Vâng. Okay. Dạ, xin chào, bye bye. Bye.